Lại nữa, trước ta sẽ hết hết phần biệt nghĩa sắc uẩn với mỗi diền khác, về sau sẽ hết hết phần biệt nghĩa dành của bốn uẩn. Sao gọi là phân biệt sắc uẩn? Ốt Đà Nam nói: vật cực vi sanh khởi, an lập cùng lưu nghiệp, sát na riêng sở hành, tướng tạp khác sau cùng. Hỏi trong sắc uẩn, nhãn nhiếp thuộc bao nhiêu vật? Đáp: nếu căn cứ nhiếp lẫn nhau thì chỉ có một vật, đó là nhãn thức nương tựa sắc thanh tịnh. Nếu căn cứ nhiếp hùng để nhau thì có bảy vật, đó là nhãn đầy cùng với thần địa sắc hương vị xúc. Nếu căn cứ nhiếp giới thì có 10 vật, đó là bảy vật giới đầy cùng thủy hỏa phòng. Nhờ nhãn thì nhĩ tỷ thiệt nên biết cũng vậy, trong đề có sự sai biệt, đó là nhĩ nhĩ thức nương tựa sắc thành tịnh, tỷ tỷ thức nương tựa sắc thành tịnh, thiệt thiệt thức nương tựa sắc thành tịnh. Còn lại như trước đã thuyết, nếu thần thì khác cả bốn loại là nhãn trên. Vì cớ sao? Vì tách rời kia một mình nó vẫn tồn tại được, tướng đây tức là thần thức nương tựa sắc thanh tịnh. Nếu sắc hương vị xúc bên ngoài thì trong tướng sở hành của kia, trừ ra tất cả căn, còn lại tất cả nên biết như trước, thành và thanh giới vì không hằng có nên này thuyết riêng. Nếu ở xứ nào đó có thanh nên biết xứ đó lại tăng thêm một, nên biết thanh giới thì tất cả xứ đều tăng. Lại nữa, cảnh giới sở duyên của sắc như phần bản địa đã rộng phần biển. Nếu trong xúc xứ đã thuyết sắc sở tạo trơn cho đến nặng, nên biết tức là ở đại chủng có giả lập thi tiếp phần vị, đó là ở đại chủng tánh thanh tịnh giả lập tánh trơn, ở đại chủng tánh thật bền chắc giả lập tánh nặng, ở đại chủng tánh không thanh tịnh không thật bền chắc giả lập tánh dít và tánh nhẹ, ở đại chủng tánh không thanh tịnh tánh chậm chạp giả lập tánh nhuyễn. Do nước và gió hòa hợp mà sanh, giả lập tánh lạnh. Do thiếu sự giữ gìn không quân bình, giả lập đói khát và yếu sức. Do không thiếu quân bình, giả lập no đủ và sức mạnh. Do rối loạn biến đổi không quân bình, giả lập bệnh. Do thời phần biến đổi không quân bình, giả lập già. Do mạng càn biến đổi không quân bình, giả lập chết. Do huyết bị hư không quân bình, giả lập ngứa. Do ăn uống không tốt không quân bình, giả lập buồn bã. Do đất và nước hòa hợp mà sanh, giả lập kết dính. Do công việc đến đi mỏi mệt không quân bình, giả lập rất mỏi mệt. Do lìa đến đi mỏi mệt khiến quân bình, giả lập nghỉ ngơi. Do chứa dơ bẩn, lìa khô héo ốm yếu, giả lập mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Tóm lại mà nói, toàn bộ đại chủng có 6 vị. Đó là vị tịnh, vị bất tịnh, vị bền chắc, vị không bền chắc, vị chậm chạp, vị hòa hợp, vị quân bình, vị không quân bình, 6 vị như thế. Nếu mở rộng thì có 8 vị, hoặc 6 hoặc 8 đều việc đẳng không khác. Lại nữa, tất cả sắc cho đến xúc đều có sự nhận thức của hai thức, một sự nhận thức của tự thức, hai sự nhận thức của ý thức, hoặc vội vàng hoặc chậm rãi, nằm cần như nhãn có sự nhận thức của ý thức. Lại nữa, trong sắc giới thì không hiện hương vị nhưng có giới kia. Vì cớ sao? Vì cả hai hương vị đầy đều là giả có, nhiếp thuộc thực. Do không có hai chủng đầy nên hai thức tỷ thiệt cũng không. Đây nói chung có hiện hành nên thuyết, chẳng phải vì có giới mà thuyết. Như vậy tất cả sắc uẩn nhiếp lấy, đó là trong sắc có 9 chủng là thật vật có. Trong bốn đại chủng nhiếp thuộc xúc là thật vật, nên biết còn lại chỉ là giả có. Sắc rơi trong pháp xứ cũng có hai chủng, thật có và giả có. Nếu có cảnh sở hành của uy đức định giống như biến hóa thì quả kia cảnh kia và sắc tương ứng cảnh thức kia là thật vật có. Nếu sắc luật nghi, sắc bất luật nghi đều là giả có. Lại nữa, sắc của sở hành định nếu nương hệ thuộc định đầy, tức do hệ thuộc đại chủng sở tạo đầy, lại xác định đây chỉ là do định của hữu lậu, do định của vô lậu thế gian mà sanh khởi, chẳng phải xuất thế gian, vì xác định đây có hí luận hành định làm nhân. Lại chẳng phải tất cả sở hữu tâm định đều có công năng sanh xác đây, chỉ có một loại có thể sanh như năng khởi hóa hiện, đó là không tư duy. Đây chỉ do lúc trước dẫn dắt tác ý để các tối tâm khiến cực thiện thanh tịnh sáng rõ hiện tiền, nên biết chính là định năng sanh sắc. Nếu định do lực khích lệ lớp lớp tư duy, do lực thắng giải mà được thấy, nên biết chẳng thể sanh khởi sắc đây. Lại sắc đây tùy
Tuy chẳng phải sở hành của định xuất thế, nhưng do lực tăng thượng của định kia nên có một năng hiện. Nên biết việc đây chẳng thể nghĩ bàn. Hỏi hai cõi dục giới và sắc giới đều thật Phật có sắc, vậy có khác biệt gì? Đã các sắc của sắc giới thành tịnh tối thắng, năng phát quang minh, lại cực vi tế, chẳng phải chỗ sở hành của các căn địa dưới, lại không có khổ vì nương các sắc kia thọ khổ chẳng sanh. Dục giới thì chẳng vậy, đây chính là sự khác biệt. Lại nên biết giác uẩn được do 6 tướng: một tự tướng, hai cộng tướng, ba tướng năng y, sở y phụ thuộc nhau, bốn tướng thọ dụng, năm tướng nghiệp, sáu tướng vi tế. Tự tướng đất lấy rắn chắc làm tướng, như nhãn mỗi loại riêng lấy sắc thanh tịnh làm tướng. Cộng tướng tất cả sắc đều là tướng biến ngại, tướng năng y sở y phụ thuộc nhau, đại chủng là sở y, tạo sắc là năng y. Tướng thọ dụng, vì sắc xứ bên trong có sự thọ dụng lực tăng thượng, nên ngoại sắc cảnh giới sai biệt sanh khởi. Vì tùy theo sự thọ dụng sai khác của mỗi sắc xứ mà có tụ sắc, hoặc chỉ do bền chắc sanh, hoặc chỉ do ẩm ướt sanh, hoặc chỉ do ấm áp sanh, hoặc chỉ do chuyển động sanh, hoặc chỉ do hòa hợp sanh. Tướng nghiệp các đại chủng như đất lấy giữ gìn nhiếp thọ, thành thục tăng trưởng làm tướng, lại có các nghiệp khác về sau sẽ rộng thuyết. Tướng vi tế là tướng cực vi, tánh vi tế lực có ba chủng: một tánh tổn giảm vi tế, hai tánh chủng loại vi tế, ba tánh tâm tự tại chuyển vi tế. Tánh tổn giảm vi tế là phân tách các sắc đến vị cực nhỏ gọi là cực vi, tánh chủng loại vi tế, sắc gió và sắc trùng hữu. Tánh tâm tự tại chuyển vi tế là các sắc ở hai cõi sắc giới và vô sắc giới. Như kinh thuyết rằng hết thảy tâm trừ thiền, từng ở trong cõi người huân tập mài giũa tâm như vậy như vậy. Theo được tụ đầy triển truyền sai vần, không tướng ngần ngại, hết thảy loại như vậy nên biết gọi là tư duy quán sát vật loại của sắc uẩn sai biệt. Hỏi, các sắc cực vi do bao nhiêu chủng tướng kiến lập? Đáp, được thuyết do 5 chủng tướng, nếu do kiến lập thì như trong phần bản địa. Những gì là năm? Một, do phân biệt; hai, do sai biệt; ba, do độc lập; bốn, do trợ bạn; năm, do không phân chia. Do phân biệt, do tuệ hiểu biết phân biệt chia chẻ các sắc đến giới hạn nhỏ nhất mà kiến lập cực vi, chẳng phải do thể có, cũng chẳng phải tụ sát tích tập thành cực vi, cho nên cực vi không sanh, không diệt. Do sai biệt, lực thuyết cực vi có 15 chủng, đó là nhãn căn, có 5 cực vi, cảnh giới sắc, có 5 cực vi như địa lại có 4 chủng, thật Phật có sắc cực vi, nhiếp thuộc pháp xứ có 1 chủng. Do độc lập, vì ở nơi sự cực vi kiến lập tự tướng, do trợ bạn là tụ cực vi. Vì cớ sao? Vì ở mỗi một nơi cực vi là địa thì có cực vi khác đồng tụ một chỗ không lìa nhau, cho nên nương đây lập tụ cực vi. Hỏi, nhân duyên nào các pháp có đối ngại mà lại đồng một chỗ không lìa nhau? Sao không được gọi là tánh không đối ngại? Đáp, vì thuận theo mà chuyển vậy. Do kia chuyển chuyển thuận nhau khiến sanh khởi, không ngăn cản trở ngại lẫn nhau. Lại do nghiệp tăng thượng của chủng loại như vậy, chiêu cảm mà sanh. Vì cớ sao? Vì tất cả tụ sắc, tất cả sắc căn cùng chung thọ dụng. Nếu có sự việc khác đây, thì trong tất cả tụ chẳng phải có tất cả các sắc như địa, không rời liền nhau. Nếu vậy, cảnh giới các thức như nhãn liền không đều khác trong tất cả tụ. Như vậy lẽ không thọ dụng đều khắp, do đó nên biết quyết định có các sắc đồng một xứ không rời liền nhau. Lại có các sắc hoặc ở xứ như vậy xoay vần trở ngại lẫn nhau, hoặc ở xứ như vậy không trở ngại lẫn nhau, như trong hữu sắc mà các sắc kia tánh chẳng phải không đối ngại, nên biết đạo lý đây cũng vậy. Do không phân chia, chẳng phải cực vi kia lại phân chia thành nhiều cực vi khác, vì tánh cực vi do không do tích tụ mà thành. Các tụ cực vi có thể có phần tế, nhưng ở xứ cực vi đây lại không thể phân tách để lấy được phần tế. Hỏi, như vậy đã thuyết 5 tướng cực vi, lại có 5 nhãn là dục nhãn, thiền nhãn, thánh huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Bao nhiêu nhãn dụng, bao nhiêu cực vi làm cảnh sở hành? Đáp, trừ nhục nhãn và thiền nhãn, các nhãn còn lại dùng tất cả cực vi làm cảnh sở hành. Vì sao? Vì thiền nhãn kia duy nắm giữ tụ sắc giới, giới hạn trên giới trước sau,
hai biên hoặc sáng hoặc tối, áp chẳng thể nắm giữ nơi chốn cực vị. Do thể cực vị phải dùng tuệ phân chia mà kiến lập vậy. Hỏi, cớ sao thuyết cực vị không sanh không diệt? Đáp, do các tụ sắc lúc mới sanh khởi thì toàn phần sanh, lúc cuối cùng diệt lại không đến khoảng cực vị tận diệt. Lại do năm tướng gọi là không như lý nghĩ bản cực vị. Đó là cho ở trong tụ sắc có tự tánh các cực vị cư trú, nên biết gọi là không như lý nghĩ bản cực vị thứ nhất. Hoặc cho là cực vị có sanh có diệt, nên biết không như lý nghĩ bản cực vị thứ hai. Hoặc cho là cực vị này cùng cực vị khác hoặc hợp hoặc tan, nên biết gọi là không như lý nghĩ bản cực vị thứ ba. Hoặc cho là ở cực vị có lượng sắc tích tụ mà thành, nên biết gọi là không như lý nghĩ bản cực vị thứ tư. Hoặc cho là cực vị năng sanh rất nhiều tụ sắc khác biệt, nên biết gọi là không như lý nghĩ bản cực vị thứ năm. Phải dùng phương tiện như lý để nghĩ bản cực vị, để đoạn trừ năm điều không như lý, lại kiến lập cực vị có năm lợi ích thù thắng. Đó là do an đặt phương tiện phân chia một tụ sắc gồm nhóm ở nơi cảnh sở duyên liền có thể tu tập thành tịnh rộng lớn, đây là lợi ích thù thắng thứ nhất. Năng dần dần đoạn thần kiến, đây là lợi ích thù thắng thứ hai. Như dần dần đoạn thần kiến cũng dần dần đoạn kiều mạn, đây là lợi ích thù thắng thứ ba. Cũng dần dần điều phục các phiền não triền, đây là lợi ích thù thắng thứ tư. Năng nhanh chóng khiển trừ các tướng, đây là lợi ích thù thắng thứ năm. Hết thảy loại như vậy là như lý tư duy cực vị. Lại nữa, nói tóm lược có năm trùng sanh của vật sắc, những gì là năm? Một, y nương sanh; hai, trùng tử sanh; ba, tế dẫn sanh; bốn, nhiếp thọ sanh; năm, tồn giảm sanh. Một, y nương sanh. Ở nơi sở y đại trùng có sắc sở tạo khác sanh khởi, cho nên thuyết như vậy. Do bốn đại trùng tạo sắc sở tạo, thì đồng một xứ đầu nhiếp giữ gìn nghĩa kia. Lại ở trong tụ sắc gồm nhóm đây, có tự tướng đại trùng và tự tướng sắc sở tạo kia khả đắc, nên biết trong xứ đây có pháp kia. Nếu ở xứ đây không có tự tướng của pháp kia, nên biết xứ đây không có pháp kia. Đây gọi là tổng kiến lập tướng chung của có và chẳng phải có. Nếu có kẻ nói rằng ở xứ đây tự tướng pháp kia tuy không có được nhưng chắc chắn là có, lúc ấy nên hỏi kia, có được và không có được đây là vật bình đẳng hay không bình đẳng? Nếu là vật bình đẳng, vật đã là bình đẳng mà lại không có được thì không hợp đạo lý. Nếu là vật không bình đẳng thì do lượng nói không bình đẳng hay nương tựa uy thế mà nói không bình đẳng? Nếu do lượng mà nói không bình đẳng thì ít phần tự tướng cũng chẳng thể có được, nên không phải đạo lý. Nếu nương tựa uy thế thì lìa tự tướng kia có thế lực khác, đây không đúng đạo lý. Hết thảy loại như vậy nên biết là y nương sanh. Hai, trùng tử sanh. Mỗi sắc riêng từ tự trùng tử của mình mà sanh khởi, như tụ để chắc cứng rắn. Nếu khi gặp duyên liền sanh ẩm ướt gặp duyên liền sanh bền cứng, không ấm sanh ấm, ấm trở lại sanh lạnh, bất động sanh động, động sanh bất động, cho đến sắc tốt sắc xấu sai biệt nên biết cũng vậy. Do hết thảy loại như thế, tuy không có tự tướng mà có giới ấy, tử tụ kia, sắc pháp sai biệt kia mà sanh khởi, hết thảy loại như vậy gọi là trùng tử sanh. Ba, thế dẫn sanh. Vì lực bên trong của các sắc căn tăng thượng nên phần ngoài tiếp nối sai biệt mà sanh như khí thế gian. Lại do thế lực của nghiệp trước dẫn nên phần trong các sắc xứ sai biệt mà sanh. Lại có trời hoặc dục hiện tiền, hoặc dục không hiện tiền, và chỗ có đầy đủ vật dụng ở Bắc Cu Lô Châu, nên biết phần nhiều do thế dẫn mà sanh nên chuyển chuyển sai biệt. Trong tương tục sanh của cõi người chỉ có khí thế giới. Hết thảy loại như vậy là thế dẫn sanh. Bốn, nhiếp thọ sanh. Vì gặp duyên nhiếp thọ kia nên sắc pháp kia kia chuyển chuyển mạnh mẽ tăng trưởng mà sanh khởi, như nước là duyên nhiếp thọ hạt giống khiến mầm kia mạnh mẽ tăng trưởng mà sanh. Hết thảy loại như vậy gọi là nhiếp thọ sanh. Năm, tổn giảm sanh. Nên biết trái với tướng trên, lại khi các tụ sắc sanh, nếu các loại vật do lấy đá mài thành bột, giống nước hòa hợp tạp kết mà sanh, không giống với tụ lúa mạch sao động. Vì cớ sao? Vì kia có lực tăng thượng của nhân sanh trưởng, như vậy mà sanh, vì có hữu dụng vậy.
Hỏi nếu tất cả hành đều do tự chủng tử mà được sanh, nhân duyên nào lại nói các đại chủng tạo sắc sở tạo? Đáp, do các đại chủng kia biến chuyển nên các sắc sở tạo cũng bị biến chuyển. Vì các đại chủng là chỗ kiến lập và là chỗ giữ gìn sắc sở tạo kiểu vậy. Do bao nhân duyên đại chủng biến đổi, khiến sắc sở tạo chuyển biến đổi, một vì tác động sĩ phù, hai vì nghiệp sở tác, ba vì thắng định. Tác động sĩ phù do địa đại xúc chạm mạnh, do khí sai biệt, do dụng sai biệt khiến sắc sở tạo biến đổi khá có thể được, hoặc do sự thấm ướt của nước, sự đốt cháy của lửa, sự động chuyển của gió khiến sắc sở tạo biến đổi khá có thể được. Nên biết đây gọi là do tác động sĩ phù của đại chủng kia khiến sanh ra sự biến đổi của sắc sở tạo. Nghiệp sở tác tùy thuộc vào thế lực nghiệp mà đại chủng sanh trước, về sau tùy lực của kia khiến sắc sanh ra sự biến đổi, đây gọi là do nghiệp sở tác. Do thắng định, do lực thắng định nên đại chủng sanh trước, về sau sắc sở tạo sanh khởi sự biến đổi, nên biết đây gọi là do thắng định. Cho nên biết do đại chủng biến đổi nhân đầy sắc sở tạo cũng sanh khởi sự biến đổi. Lại nữa, lược do năm duyên khiến sở hữu đại chủng đang ở tại quả này chuyển thành quả khác. Những gì là năm? Một, vì lực đại chủng. Hai, vì lực tác động sĩ phu. Ba, vì lực chú thuật. Bốn, vì lực thần thông. Năm, vì lực nghiệp sở tác. Hỏi, từ đây mất rồi, nhân nào duyên nào tụ sắc trùng hữu tiếp nối được sanh? Đáp, nên biết sắc đầy dụng trùng tử của chính nó làm nhân, chiều cảm nghiệp sanh làm duyên. Hỏi, nhân nào biết có trung hữu? Đáp, từ chỗ đây chết rồi, nếu các tâm tâm sở không còn chỗ nương tựa, thì không có đạo lý chuyển đến phương khác. Chẳng nên như tiếng vọng vì chỉ có hoặc lại, chẳng nên như ảnh vì kia chẳng diệt, cũng chẳng nên nói lẽ như ba mấy sở duyên vì chẳng phải đi đứng. Hết thầy sở thuyết thí dụ như vậy đều không đúng đạo lý, cho nên nên biết quyết chắc là có trùng hữu. Hết thảy loại như vậy nên biết tư duy sự sanh khởi của sắc uẩn. Lại nữa, khi sắc uẩn sanh, cái gì nương xứ ấy đầu tiên, sắc gì nương xứ ấy mà chuyển. Nên biết đại chủng nương xứ ấy đầu tiên, về sau sắc sở tạo nương xứ ấy mà chuyển. Chỉ có các đại chủng ở xứ ấy hiện tiền chướng ngại, tự tướng của sắc sở tạo khác thì toàn khắc. Nên biết do thế lực giữ gìn của kia mà có sự nương tựa chướng ngại. Lại nữa, bốn đại chủng như đất nên biết tùy theo thứ lớp thô mà hiện, đó là địa giới và quả, năng giữ gìn nghiệp trội hơn cả là tươi nhuận đốt cháy động lay của thủy hỏa phong, tức vì nương dựa giới kia thải nên các nghiệp trên mới lưu chuyển được. Lại nữa, các âm thanh vừa mới phát ra đã tìm đến diệt, cho nên ở trong tụ sắc không thường hằng tương tục. Lại âm thanh đầy lúc nương chất sanh khởi, chất xứ cùng với bên ngoài đồng chuyển tức khắc mới có được. Tùy theo xứ nghe, âm thanh đầy phát khởi tức khắc trải khắp như ngọn lửa phát ánh sáng, chẳng phải chậm rãi sanh khởi, chuyển hướng đến. Lại nữa, phòng có hai chủng, hằng tương tục và không hằng tương tục. Các gió luân hành gọi là hằng tương tục. Gió di chuyển trong hư không gọi là không hằng tương tục. Gió di chuyển ở vật gọi là hằng nhiếp thọ. Gió lưu chuyển ở cơ thể gọi là hằng tương tục, còn lại nên biết chẳng hằng tương tục. Hỏi những gì gọi là không giới? Đáp, sắc sở tạo nhiếp thuộc sáng tối gọi là không giới. Đây cũng có hai chủng, hằng tương tục và không hằng tương tục. Nếu các hữu tình sống trong xứ sở thường tối thường sáng gọi là hằng tương tục, xứ khác chẳng như vậy thì gọi là không tương tục. Nên biết đây cũng y nương tụ sắc, lại không giới đây nhiếp thuộc ánh sáng gọi là thanh tịnh, nhiếp thuộc hàng tối gọi là không thanh tịnh. Hỏi chỗ nói các hình sắc ngắn dài đang được nói đến là thật có hay giả có? Đáp, đang nói là giả có. Vì sao? Vì tích tụ lại rồi tồn tại như vậy gọi là hình, chỉ có các nhóm sắc tích tụ mới khả đắc, vì tướng hình sắc khác thì chẳng thể được. Lại lẽ hẳn nhiên có sự chờ đợi lẫn nhau chứ, nếu pháp chờ đợi có thật tự tánh thì pháp kia liền có lỗi lầm do tạp loạn. Lại sắc của quả thắng định nhiếp thuộc pháp xứ, nên biết chỉ có tướng hiển sắc. Vì cớ sao? Vì ở nơi hương khuyết nhân sanh lại vô dụng, như vậy gió di chuyển trong không trung không có đồng sanh hương, chỉ có giả hòa hợp. Lại lìa ánh sáng của mặt trời,
và các đại chủng khác cùng với hương đều chẳng thể có được. Lại sắc của quả thắng định nhiếp thuộc pháp xứ nên biết sắc đây chỉ được thắng định chẳng được đại chủng. Nhưng từ duyên chủng loại kia ảnh tượng tam ma địa phát khởi, cho nên cũng nói đại chủng tạo sắc kia chẳng phải nương đại chủng kia sanh nên được gọi là tạo. Hỏi ở trong sắc ẩn bao nhiêu pháp, do có thể thấy có đối ngại nên trụ, do không thể thấy có đối ngại nên trụ, do không thể thấy không đối ngại nên trụ. Đáp, mỗi pháp đều do hai chủng, tức là sở hành của mắt còn lại chỉ có đối ngại. Chờ sắc do pháp xứ nhiếp lấy nên biết sắc đây không thể thấy không đối ngại. Hết thảy loại như vậy nên biết gọi là tư duy sự an lập của sắc uẩn. Lại nữa, sắc uẩn do bao nhiêu chủng lưu chuyển mà tương tục chuyển? Do ba chủng: một, lưu chuyển đẳng lưu; hai, lưu chuyển dị thục sanh; ba, lưu chuyển trường dưỡng. Một, lưu chuyển đẳng lưu có bốn chủng: a, lưu chuyển dị thục đẳng lưu; b, lưu chuyển trường dưỡng đẳng lưu; c, lưu chuyển biến đổi đẳng lưu; d, lưu chuyển tự tánh đẳng lưu. Hai, lưu chuyển dị thục sanh có hai chủng: a, mới đầu; b, tường tục, đó là nghiệp sanh dị thục và dị thục được sanh, tức là từ lực của nghiệp kia dẫn dắt khiến dị thục về sau chuyển chuyển. Ba, lưu chuyển trường dưỡng cũng có hai chủng: a, lưu chuyển trường dưỡng biến khắc; b, lưu chuyển trường dưỡng tướng tăng thạnh lẫn nhau. Lưu chuyển trường dưỡng ban đầu chỉ là trường dưỡng sắc nên biết do ăn uống ngủ nghỉ phạm hạnh nên các sắc được trường dưỡng. Lưu chuyển trường dưỡng còn lại do thực, do sở y, do tu tác ý thủ thắng, do lâu dài thuần thục mà được trường dưỡng. Các pháp hữu sắc do sự trường dưỡng của cả hai trường dưỡng. Các pháp vô sắc chỉ tướng tăng thạnh lẫn nhau gọi là trường dưỡng. Lại, sắc dục giới do đầy đủ bốn thực và tất cả nhân duyên trường dưỡng khác mà được trường dưỡng. Các sắc sắc giới chẳng do phải mượn ăn uống ngủ nghỉ phạm hạnh mà được trường dưỡng. Lại, các sắc căn do hai chủng lưu chuyển mà được lưu chuyển. Dụng các sắc căn lìa lưu chuyển của dị thục tương tục và lưu chuyển trường dưỡng, bên ngoài không tách riêng với lưu chuyển đẳng lưu. Hỏi, dị thục tương tục có lúc cũng có tăng trưởng rộng lớn, khá có thể được. Cớ sao lưu chuyển nhiếp dị thục không phải là trưởng dưỡng? Đã do riêng có trưởng dưỡng tương tục năng thầu nhiếp, năng giữ gìn lưu chuyển dị thục và lưu chuyển đẳng lưu nên hiện tại có sự tăng trưởng. Nếu chẳng phải sắc nhiếp thuộc căn nên biết đủ cả ba chủng lưu chuyển. Các tâm tâm sở có lưu chuyển đẳng lưu chuyển dị thục sanh và chủng trưởng dưỡng thứ hai của phần lưu chuyển trưởng dưỡng. Sắc nhiếp thuộc pháp xứ không có lưu chuyển dị thục sanh, phần còn lại nên biết như tâm tâm sở. Lại nữa, do dục giới, trong dục giới có đủ nội ngoại các sắc thành thục, trong sắc giới ra lìa hưởng vị, lại trong dục giới các sắc cần thành thục hoặc đủ hoặc chẳng đủ, trong sắc giới tất đầy đủ các căn, lại các thành giới cũng có dị thục mà không phải là thành. Hết thảy loại như thế nên biết gọi là tư duy về nghĩa lưu chuyển của sắc uẩn. Lại nữa, sắc uẩn nhiếp thuộc địa giới năng làm bao nhiêu nghiệp, cho đến phong giới năng làm bao nhiêu nghiệp, nên biết tất cả đều làm năm nghiệp. Địa giới năng làm nghiệp xúc chạm va đập biến hoại, kiến lập và nghiệp nương tựa, nghiệp trái tổn, nghiệp nhiếp thọ. Thủy giới năng làm nghiệp lưu nhuần, nghiệp nhiếp trì, nghiệp tưới rót, nghiệp trái tổn và nghiệp nhiếp thọ. Hỏa giới năng làm nghiệp soi chiếu, nghiệp thành thục, nghiệp đốt cháy, nghiệp trái tổn và nghiệp nhiếp thọ. Phong giới năng làm nghiệp phát động, nghiệp tùy chuyển, nghiệp khô giáo, nghiệp trái tổn và nghiệp nhiếp thọ. Lại, các đại chủng đối với sanh khởi sắc sở tạo năng làm năm nghiệp: nghiệp sanh khởi, nghiệp nương tựa, nghiệp kiến lập, nghiệp giữ gìn và nghiệp tăng trưởng. Vào lúc đại chủng kia sanh khởi sự biến đổi năng làm dẫn đầu, sanh khởi biến đổi rồi cùng với sắc sở tạo kia làm thành một xứ không liền nhau là năng làm nơi nương tựa, cùng chung nhiếp thọ, hao tổn, an ổn, nguy hại là năng kiến lập sắc sở tạo kia. Năng giữ gìn lượng gốc của kia khiến không tổn giảm là năng giữ gìn, khiến sắc sở tạo tích tập tăng trưởng rộng lớn là năng tăng trưởng. Hỏi, sở hành của nhãn nhĩ là sắc thiện bất thiện, nhân duyên nào kia thành tánh thiện mà chẳng phải sắc khác? Đáp, nếu lược thuyết thì do ba chủng tư duy phẩm hạ trung thượng sai biệt: một, tư duy giả hạnh; hai, tư duy quyết định; ba, tư duy đẳng khởi.
do đây năng khởi biểu nghiệp thần ngữ hoặc thiện hoặc bất thiện. Để biết vừa tùy vì tư duy phẩm thượng làm chỗ nương năng phát nghiệp thiện bất thiện. Hoặc nương vào tụ sắc thì có vận động, vậy thì vận động và tụ sắc là khác hay không khác? Đáp phải nói là không khác. Vì cớ sao? Ở nơi xứ kia hoặc sanh không sanh hoặc diệt không diệt mà có sự vận động đều mắc phải lỗi lầm khả đắc. Hỏi có lỗi lầm gì? Đáp nếu nói sanh mà có vận động liền trái vượt tướng sát na, nếu nói không sanh liền là vô động, nếu nói diệt lẽ phải nói tụ sắc và vận động khác nhau, nếu không diệt liền trái vượt tướng hành. Lại ở một xứ khác, nhân duyên sanh khởi phần mình khả đắc, cho nên biết thực chất của sự vận động không riêng có được, hết thể lại như vậy, nên biết tư duy tác nghiệp của sắc uẩn. Lại nữa, tất cả sắc uẩn nên nói đều là tánh sát na diệt. Vì cớ sao? Vì các hành vừa sanh liền tức thì hoại diệt, khá có thể được. Lại không nên cho là nhân năng sanh tức là nhân diệt, vì kia khác nhau vậy. Lại vì pháp đã sanh, do nhân khác khiến ngừng trụ thì không có việc ấy. Cho nên tất cả các hành đều nhậm vận diệt. Do đây đạo lý nghĩa sát na thành tựu. Nếu cho lửa là nhân hoại diệt thì không đúng đạo lý. Vì cớ sao? Do lửa cùng các hành kia đồng sanh đồng diệt hiện khá có thể được vậy. Nên chỉ năng làm duyên khiến kia sanh khởi biến đổi thì lại đây có thể chấp nhận. Lại cho hoại diệt là nhân của hoại diệt thì không đúng đạo lý. Vì cớ sao? Vì hai kia cùng sanh thì không đúng như lý. Nếu khi kia sanh khởi, tức liền hoại diệt thì mắc phải lỗi đoạn hoại tiếp nối xảy ra đồng thời. Lại chỉ có tự tánh hoại diệt nên gọi là diệt, mà lại nói năng là nhân diệt thì không đúng đạo lý. Nếu nói riêng có tự tánh hoại diệt, vậy thì liền ngoài pháp kia riêng có tướng diệt, điều này rốt ráo chẳng thể được. Cho nên đây không đúng đạo lý. Nếu trò lửa là trợ bạn của diệt mới năng diệt, vậy thì ở nơi đèn ánh chớp và tâm tâm sở nhậm vận diệt chẳng thể được, cho nên không đúng đạo lý. Nếu cho là sanh kia mỗi mỗi có công năng riêng biệt thì vì công năng riêng biệt đây không thể có được, cho nên điều này không đúng đạo lý. Nếu cho là hai chủng ở một xứ có công năng diệt, vậy lẽ hai chủng đều có hai phần là có công năng diệt hoặc không có công năng thì có lỗi lầm, điều này không đúng đạo lý. Hết thảy lại như vậy nên biết tư duy nghĩa sát na diệt của sắc uẩn, đó là vì nhân nhậm vận hoại diệt, vì ngăn chặn kế chấp cho lửa là nhân diệt, vì ngăn chặn kế chấp cho tướng diệt là nhân diệt, vì ngăn chặn kế chấp cho hai chủng là nhân diệt. Hết thảy loại như vậy phải rõ biết tường tận. Lại về tất cả hành là quả của tâm nên biết tâm đều là sát na diệt. Lại nữa, sắc sở tạo so với các đại chủng kia nên nói là có tướng khác hay không có tướng khác, có tướng khác nhau. Vì cớ sao? Vì tướng khác nhau đầy khả đắc, trong đầy tướng khác nhau tức là sở hành của căn khác nhau. Vì sao? Vì sắc căn khác năng nắm giữ đại chủng, lại do căn khác nữa nắm giữ sắc sở tạo, lại vì vận chuyển không thể vận chuyển hiện khả đắc, như là tùy mỗi loại hoa mà vận chuyển mùi hương khắp thế gian hiện khả đắc, chẳng phải hương kia rắn chắc mà có thể lan tỏa được. Lại vì biến đổi không biến đổi hiện khả đắc, như nấu cồ đặc sữa bên trong có sự biến đổi sắc vị xài khác có thể thấy được, chẳng phải sữa kia rắn chắc mà có thể biến đổi được. Như vậy nên biết đại chủng và sắc sở tạo tướng có sự khác nhau. Nếu ở nơi tướng khác đây mà kế chấp là một thì ở nơi các đại chủng cũng nên vậy chăng? Vì các đại chủng tướng chuyển chuyển xoay vần khác nhau, nếu người tìm theo như vậy lẽ chỉ có một đại chủng sao? Cho nên nên biết các sắc sở tạo so với đại chủng kia quyết định có tướng khác. Hết thảy lại như vậy nên biết tư duy sắc của các đại chủng tướng riêng chẳng phải riêng. Lại nữa, các sắc nhiếp lấy pháp bao nhiêu là tánh căn, bao nhiêu là tánh sở hành, năm là tánh căn và sáu là tánh sở hành. Hỏi những cái sở hành nào là căn sở hành? Đáp nếu căn không bị hư hoại như trong phần bản địa đã rộng thuyết, đó là do y xứ hoặc do tướng, hoặc do phương, hoặc do thời, hoặc do hiển rõ, không hiển rõ, hoặc do toàn phần sự, một phần sự. Hỏi, do bao nhiêu nhân duyên các căn bị hư hoại và không bị hư hoại? Đáp, do hai nhân duyên, một do tổn giảm suy yếu, hai do hư hoại hoàn toàn, trái với tướng đây nên biết không hoại.
lại lược do bốn duyên khiến các căn biến đổi. Một, do ngoại duyên khiến phát sanh, tức là hoặc do thọ dụng, nhiếp thọ cảnh giới bên ngoài nên bị tổn hại, hoặc sự tổn hại do Phật khác, do vật khác gây ra. Hai, do nội duyên khiến phát sanh, tức là hoặc do không như lý tác ý nên sanh các phiền não chuyển như tham, hoặc do như lý tác ý sanh khởi tầm mà bát đà. Ba, do nghiệp duyên khiến phát sanh, tức là do nghiệp trước kia lực tăng thượng duyên nên chiêu cảm đoan chánh hay xấu xí. Bốn, do tự thể biến đổi khiến phát sanh, tức là do tự tướng của các căn kia sai khác. Hỏi, do bao nhiêu nhân duyên khiến ý căn hoại? Đáp, do bốn nhân duyên. Một, do cái gây ra, tức là một trong năm cái che chướng tâm. Hai, do tán loạn gây ra, tức là do quỷ mị nhiễu loạn tâm. Ba, do chưa chứng đắc gây ra, tức là do nội tâm chưa chứng đắc công đức phẩm thù thắng của tịnh lự vô sắc, nhưng đối với việc ấy lại phát khởi tác ý mạnh mẽ cho là đã chứng đắc. Bốn, do chưa hiểu biết gây ra, tức là ở nơi những việc đa văn công xảo, tâm chưa thành thục, chưa phương tiện mạnh mẽ như bố thí. Sao nói cảnh giới như sắc so với các căn kia gọi là hiện ở trước? Đó là sắc đối với mắt, không hòa hợp, không mờ tối, không quá nhỏ quá xa, cũng không có chướng ngại thì gọi là hiện tiền. Nói chung có thể thấy, có ánh sáng không bị chướng ngăn, tại nơi chốn có thể hành gọi là hiện tiền. Lại có một loại nhãn tuy sắc chướng che cũng được gọi là hiện tiền. Thành đối với nhĩ căn cũng không hòa hợp, không quá nhỏ quá xa gọi là hiện tiền. Có chướng không chướng, hoặc sáng hoặc tối, tại nơi chốn có thể hành đều gọi là hiện tiền. Hương vị xúc đối với tỷ thiệt thân chỉ hòa hợp năng nắm giữ, tại nơi chốn có thể hành gọi là sở hành cảnh giới hiện tiền. Nếu có thiền nhãn chỉ chiếu soi, hoặc có thể thấy, hoặc có chướng hoặc không chướng, hoặc tối hoặc sáng, hoặc xa hoặc gần, đều gọi là hiện tiền, hoặc nơi chốn có thể hành hoặc không phải nơi chốn có thể hành. Nếu thành huệ nhãn, tất cả chủng sắc đều là sở hành. Hỏi, như phần bản địa thuyết thì sáu chủng tánh sở hành đây có sai khác gì? Đáp, tánh sở hành ban đầu là sắc nhiếp thuộc hữu tình thế gian và sắc nhiếp thuộc khí thế gian. Tánh sở hành thứ hai do ba tự tánh sai biệt, đó là do tướng sai biệt, do tác dụng sai biệt và do phần vị sai biệt. Tánh sở hành thứ ba đó là đông tây nam bắc, phương hướng sai biệt. Tánh sở hành thứ tư đó là quá khứ vị lai hiện tại sai biệt. Tánh sở hành thứ năm đó là giữ lấy thật không thật sai biệt. Tánh sở hành thứ sáu đó là thủ lấy một phần sự hay toàn phần sự sai biệt. Sắc do tướng sai biệt đó là xanh vàng đỏ trắng cho đến nói rộng. Do tác dụng sai biệt đó là tác dụng nhiếp thuộc biểu nghiệp không biểu nghiệp, luật nghi bất luật nghi, chẳng phải luật nghi chẳng phải bất luật nghi. Do phần vị sai biệt đó là sắc khả ý không khả ý và sắc thuận xứ xả. Thành do tướng sai biệt, do đại chủng chấp thọ làm nhân, do chẳng phải đại chủng chấp thọ làm nhân, do đại chủng chấp thọ chẳng phải chấp thọ làm nhân. Do tác dụng sai biệt là biểu nghiệp ngữ, do phần vị sai biệt nên biết như trước. Hương do tướng sai biệt là gốc thân ra hoa lá quả thật, do tác dụng sai biệt là hương vị xúc đều không tác dụng. Do phần vị sai biệt nên biết như trước. Vị do tướng sai biệt ngọt đắng còn lại như trước đã thuyết. Xúc do tướng sai biệt có nhiều chủng còn lại như trước đã thuyết. Hết thảy lại như vậy nên biết cảnh giới của các sắc hiện tiền sai biệt. Sao gọi là năng sanh tác ý vì sở y không hư hoại cảnh giới hiện tiền, chỗ khởi năng dẫn phát tâm sở. Hệ thể lại như vậy nên biết tư duy tướng sở hành của sắc uẩn. Lại nữa, người ở dục giới nương thần dục giới phát khởi đại chủng sắc giới hiện tiền. Các đại chủng kia sao nói cùng sắc cõi dưới đồng trụ là khác xứ, hay chẳng phải khác xứ, phải nói như cát trong nước, chẳng phải trụ khác xứ. Hết thảy lại như vậy nên biết tư duy sắc uẩn xoay vần lẫn nhau, xen tạp lẫn nhau.